tao giờ nó là phải căn hẳn cái hay rồi, cái hay mềm kín那個。 Ông ơi, cái gì? Ơi giờ nghe cái gì đây? Quay ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có con đó là đường nó lò thọ phiêu đấy. Yeah.